nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi. Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề Một niệm giữa thiện và ác. Bài chia sẻ thứ nhất: những thay đổi trong gia đình tôi sau khi đọc bài viết Vì sao có nhân loại? Bài viết của Tuệ Thanh, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 21 tháng 4 năm 2023. Gia đình ba người của tôi đã đọc bài viết Vì sao có nhân loại của Sư Phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Ngay khi kinh văn này được đăng tải trên trang Minh Huệ vào đêm giao thừa Tết cổ truyền, chúng tôi ngộ ra Sư Phụ đang hiển lộ bí mật về nguồn gốc của nhân loại và pháp chế nhân gian sẽ sớm bắt đầu. 1. Sự thay đổi của con trai tôi. Con trai tôi là một quản lý của một công ty tư nhân, với nhiều đối tác làm ăn là các viên chức chính phủ. Cháu cảm thấy ngày nay người ta xem trọng tiền bạc và không còn đạo đức nữa. Theo lời cháu thì, con người ngày nay thật sự rất xấu xa. Tôi từng gợi ý cháu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng cháu trả lời, con làm người tốt là được rồi, mọi người cứ tu luyện đi. Sau khi đọc xong bài viết của sư phụ thì cháu đã đổi ý, làm người thật vô nghĩa, con phải tu luyện ngay bây giờ. Cháu không phải đi làm trong kỳ nghỉ Tết cổ truyền nên đã ở cùng với chúng tôi và học 5 bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Cháu cũng cùng chúng tôi xem video bài giảng 9 ngày của sư phụ. Trước khi cháu quay về, vợ chồng tôi đã khuyên cháu, con phải bắt đầu tu luyện ngay bây giờ. Con nên bỏ chút công sức và đọc các bài giảng khi có thời gian. Con trai tôi hứa sẽ làm theo. Gần đây, con trai mời chúng tôi đến ở nhà cháu vài ngày. Chúng tôi cùng học các bài giảng của sư phụ và luyện công với cháu. Ban đầu, cháu chỉ có thể ngồi tư thế đơn bàn được 20 phút. Chúng tôi động viên cháu nhẫn chịu cơn đau vì chịu khổ có thể tiêu nghiệp. Một tuần sau, con trai chúng tôi đã có thể ngồi được 1 giờ đồng hồ. Cháu từng nóng tính đến mức các đồng nghiệp đều cảm thấy sợ. Cháu trở nên rất giận dữ nếu có người động vào đồ dùng cá nhân của mình. Chỉ trong vòng 2 tháng, cháu đã trầm tĩnh hơn rất nhiều khi người khác di chuyển đồ của cháu nữa. Con trai tôi trở nên hòa ái, biết nghĩ cho người khác và yêu thương cha mẹ. Cháu đã học cách hướng nội tìm và tu luyện chiều theo yêu cầu của Đại Pháp. 2. Sự thay đổi của chị chồng tôi. Chồng tôi có một chị gái. Chồng của chị ấy phải nhập viện vì bị đột quỵ trong thời gian dịch COVID bùng phát vào năm ngoái. Hàng ngày chị ấy đều vào thăm chồng. Khi đại dịch lan rộng hơn, mọi người trong bệnh viện, bao gồm cả bác sĩ, đều bị nhiễm virus. Nhưng vợ chồng chị ấy lại bình an vô sự. Trừ việc một hôm, chị ấy cảm thấy ớn lạnh nhưng đã khỏi sau khi uống thuốc. Những người có bệnh nền như tiểu đường thường dễ bị nhiễm virus và nhiều người trong đó đã qua đời. Nhưng chồng chị ấy không bị nhiễm virus cho dù anh ấy có bệnh nền. Các bác sĩ đều kinh ngạc về điều này. Sau đó chị ấy chia sẻ với tôi về chuyện này và hiểu ra sau khi được tôi giải thích. Bởi vì chị tin Pháp Luân Đại Pháp là tốt, nên được sư phụ bảo hộ. Ngày mùng 4 Tết cổ truyền, gia đình chị ấy đến nhà chúng tôi. Tôi mở video bài đọc kinh văn mới của sư phụ rồi xuống bếp để nấu bữa tối. Sau một lúc, chị ấy xuống bếp và vui vẻ nói, đây là sư phụ đang nhắc nhở con người phải sống lương thiện. Giờ đây chị ấy hoàn toàn tin rằng Đại Pháp là tốt. 3. Chị dâu tôi muốn đọc lại bài viết. Vợ chồng anh trai của chồng tôi đều bị nhiễm COVID khi dịch bệnh bùng phát vào năm ngoái. Chị dâu tin rằng Đại Pháp là tốt và đã khỏi bệnh nhanh chóng. Nhưng chồng chị ấy chưa nhận thức rõ về Đảng Cộng sản Trung Quốc cho dù đã làm tam thoái. Các triệu chứng của anh ấy khá trầm trọng.
Kết quả chụp X-quang cho thấy có các đốm trắng xuất hiện trên phổi anh ấy. Bệnh viện đã kín chỗ nên anh ấy không được nhập viện. Vì vậy, một bác sĩ đã kê đơn để anh ấy vào chữa trị ở một phòng khám ngoại trú. Tuy nhiên, không bác sĩ phòng khám nào dám nhận vì những loại thuốc trong đơn là dành cho bệnh nhân cấp cứu. Chị ấy liền nhờ chị gái của mình, một cựu y tá, tiêm thuốc cho chồng, nhưng chị gái kia lại phải chăm sóc cháu trai còn nhỏ. Do vậy, chị ấy buộc phải học cách tiêm và phân loại thuốc. Sau 12 ngày tiêm, chồng chị ấy đã qua cơn nguy kịch. Khi đến nhà chúng tôi chơi, chị ấy kể với tôi việc này. Tôi hỏi chị ấy, chị có niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo như em gợi ý không? Chị ấy trả lời, có chứ, nhưng hễ bận là chị lại quên mất. Tôi nói, chính sư phụ đã bảo hộ cho chồng chị. Tôi đọc cho chị nghe kinh văn mới của sư phụ. Chị ấy lắng nghe cẩn thận, và khi tôi đọc xong, chị nói, chị muốn tự mình đọc lại bài viết này. Sư phụ từ bi với tất cả chúng sinh, và Ngài đang ban cho con người một cơ hội khác để được cứu độ. Miễn là bạn tin đại pháp là tốt và giữ vững niệm đầu này, sư phụ sẽ cứu bạn. Tôi mong mọi người đều ghi nhớ, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Tôi chân thành hy vọng mọi người sẽ có một tương lai tươi sáng. Bài chia sẻ thứ hai. Bài viết Vì sao có nhân loại làm tôi xúc động sâu sắc. Bài viết của một người dân Trung Quốc đăng tải trên Minh Huệ Việt ngữ ngày 15 tháng 4 năm 2023. Hôm qua, tôi vào thành phố để mua sắm ít đồ. Ngay khi tôi bước xuống xe buýt, một người phụ nữ ngoài 60 tuổi đã tiếp cận tôi để trò chuyện. Tôi hiện là một nông dân 56 tuổi, sinh sống ở vùng quê. Bà ấy nói, tôi trông có vẻ là một người tốt và bà có điều này rất quan trọng cần nói với tôi. Người phụ nữ ấy nói rằng, đại dịch vô cùng nghiêm trọng ở khu vực chúng tôi và rất nhiều người đã chết. Bà còn nói rằng con người là do thần tạo ra và đại dịch xảy đến vì nhiều người đã không còn tin vào thần nữa. Ngoài ra những người đó lại đi bức hại những người tin thần. Bà ấy hỏi tôi có từng tham gia bất kỳ tổ chức nào của Đảng Cộng sản Trung Quốc trước đây không và khuyến khích tôi thoái xuất khỏi tất cả các tổ chức ấy để xóa bỏ lời thề độc hiến dâng sinh mệnh mình cho chúng. Sau khi tôi đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, tôi được đưa cho một bản sao của bài viết Vì sao có nhân loại. Người phụ nữ này là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bà ấy nói rằng bài viết mới nhất này được viết bởi Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Bà ấy khuyên tôi đọc và trân quý nó, nói thêm rằng nếu tôi chia sẻ nó cho gia đình và bạn bè thì sẽ được ban phước lành. Bà ấy cũng đưa tôi một máy nghe nhạc MP3. Có chứa thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Trên đường về nhà, tôi đọc đi đọc lại bài viết ấy. Tôi đã nhận ra rằng Đại sư Lý muốn cứu rỗi nhân loại, rằng ông ấy đúng là một vị Phật sống từ bi. Sau khi đọc bài viết, tôi đã nghe thông tin trong máy MP3 đến nửa đêm. Không có thông tin nào tôi được nghe trong đó xuất hiện trên kênh truyền thông chính phủ. Thế nhưng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã can đảm phơi bày chúng. Tôi tức giận vì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã luôn lừa dối chúng ta bấy lâu nay. Tôi nhớ rằng vợ và con gái của cháu trai tôi vẫn chưa thoái đảng. Vì thế, sáng hôm sau tôi đưa họ đến khu chợ kia để tìm người học viên Pháp Luân Đại Pháp mà tôi gặp. Bà ấy giảng chân tướng Đại Pháp cho vợ và con gái của cháu trai tôi. Cả hai đều tiếp nhận và đồng ý thoái đảng. Người học viên ấy cũng đưa họ một bản sao bài viết của Đại sư Lý và một máy nghe nhạc MP3 chứa thông tin Đại Pháp. Tôi thành tâm cảm ơn bà ấy vì những gì bà đã làm. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.